nó ngày nay hôm nó làm mấy tiếng luôn? Con nào chị? Con nó khoảng 2 tiếng này. Dạ, bé nó làm hơi lâu luôn. Giờ phóng lại nhìn không đã. Kêu nếu mà kêu ráng để hết không, để cháu ở nhà học bài đây. Tuần sau thì sao ở đây. Mình có đây này đây chở đi luôn đó. Mặt ổng được vừa rồi dưới má đài luôn, chữ trơ. Chỉ còn trên trán với mày. Chị bé xin hồi nãy không cho ông đi đó là vì nghĩ chở không nổi. Chở hai thằng đi nổi xe xin đi. Lỡ có một bé đợt lấy nữa nha, mà cái mặt nó không quay được nữa. Còn thằng nữa rồi đúng không? Không, con bé nữa. Còn thằng nữa làm rồi hả? Nói chung là đợi thì nhiều, nghe mấy người đợi luôn mà. Báo là bé có một bé chưa. Chờ chị xong là chị súng hay chị lấy? Như mắt của cô Lo cắt mấy là không có thấy cái kiểu cắt mấy rồi. Ừ, tự nhiên. Wow. Cô cắt mấy là bao lâu là thấy tự nhiên nữa? Ấy mà em là 2-3 ngày là đã bình thường rồi. Nhưng mà mấy người mà bình thường cắt mấy nhìn vô là cũng thấy. Em không ai biết cắt luôn. Ừ, không biết. Do mắt em sâu quá kìa. Tôi hồi xuống cắt mấy 7 triệu đó. Vậy thấy bất ấn luôn. Hà. Ừ. Thấy nó kêu là phải 2 tháng bình thường lại. Chỗ lo là làm bao nhiêu tiền? Dạ bên em thì tùy chị. Ví dụ như chị cọc thì giá ưu đãi hơn. Mình cọc á. Tại vì bác sĩ của em là bác sĩ Hà Nội chứ không phải bác sĩ ở đây. Dạ đúng rồi. Nên là nó giá bác sĩ em cũng cao lắm. Nhưng mà nếu mà ví dụ đang ra mà mình kết hợp mình làm đồ nhiều á thì giá nó có sẽ khác á. Bên em thì bình thường là 5 triệu đó chị. Như cái chị hồi nãy là cắt mí trây mí dưới luôn. Ủa mí dưới bằng cắt hả? Ờ, cắt mí trây mí dưới luôn đó. Bả là cắt da trùng nữa. Làm bả cực lắm, làm của bả 2-3 tiếng hồ luôn á. Làm hơn làm cái mũi luôn á. Làm cái mũi còn nhanh hơn chị. Chị có ai mà có nhu cầu làm thì giới thiệu qua bên em. Sập cắt này nhẹ nhàng lắm chị. Mụn không đã đâu mà. Nhỏ xíu. Cái chữ nó lên màu mốt rồi.
đen khác thì nó có cái cục gì kìa, không biết cách. Cái cục quan sát mất, cục thì nhỏ. Đi lại em mà. Ừ, cái đây khác đi vô cục có cục. Cái cục cầm rồi. Cục dẹp nó còn đặt ra đây. Cái này nó còn đặt ra đây. Cái này nó còn đặt ra đây. Chở hai người đi mua đồ nữa, biết đi tới thì mua đây. Đi mua đồ tết à? Mua đồ tết mà em nhờ chở đi luôn. Em thử ở bên Nguyen Sơn lặng. Lặng sáng sáng chở qua đó, mà điện lo mấy tiếng chửi rồi em, cứ ráng ráng nấu cơm, nấu cơm để sẵn về nhà. Chị ở gần đây mà đúng không? Tết nhất là anh đang cô cậu gục với ông chồng sâu vào một mộ đó, thằng mà trẻ em nói ở trên hoa cầm á, chị kêu thằng cô mà mụn nhiều nhiều nó đi đi. Alo. Alo. Alo, số thoại với tổng đài. Ai gọi cho Loan hả? À, lộn số chị ạ. Chị trời. Tôi khổ ghê. Tự nhiên gọi tới ai nữa hả? Mẹ ơi. Dạ. Chở qua đây để em nặng. Hắn mà mặt hắn đã là tặng cho thuốc nữa. Còn mặt cũng bình thường thì nặng thôi chứ không tặng thuốc. Dạ. Còn mà, nhưng mà một lần đã thấy đỡ nhiều rồi. Đỡ cái mặt ở dưới thì có cái má, cái má họng vừa rồi đen thui, thui lùi, chờ cái trơn đen rồi. Hết mụn đồ đen này nặng rồi. Bác Thuận cái quán này nó xóa rồi dám nữa nè. Trưa con bé thì mặt hình như banh luôn á. Ủa con nó mà bộ nhiệm luôn, nhìn thì không thấy bộ. Như không, không bộ nhiệm. Mà đi xóa
khách ruột này đó nè. Chị với đứa bên mình là bên kiểm soát à, viện kiểm soát. Chị là làm bên cái chi vậy hả? Mệt chị, mấy cái nước mệt. Bữa nay ly hôn nhiều lắm không chị? Ừ. Không nhiều khi cũng về cũng lộ ra chị. Đúng là con nít chị. Bữa nay tụi nó răng răng thì cưới chung mày là sinh nhật á. Tụi trẻ tài cao đó. Ừ, đúng rồi, cái nói thì này ly hôn thì ly hôn được chứ không mất công mà giết mình không muốn biết không thiệt cái chứ chị, mấy cái nó giải quyết ly hôn này cho rồi với mình cứu người đó, cứu người đó, cứu người quậy đến mức mà họ đóng cửa đó, thắp hương lên đốt rồi chùm hương đó kìa, bó hương đó quơ họ quay lại mà mấy cái dòng mà khó mà cái kiểu như mà bà điên á, ưa không được là phá chị, nó là phải để cho con này đi đâu một thời gian, dù có ly hôn nhưng mà vẫn phải đi đâu một thời gian chứ không. Con gái đòi mà một tay không ký đăng ký đơn phương ly hôn, đơn phương ly hôn vẫn được hả chị, nhưng mà lâu hơn đúng không? Cũng lâu đâu. Em quen mình nhờ. Mình hỏi thôi chứ. Em tưởng là có biết là bà con ai là bà. À. Ví dụ ai cần chi là đâu chịu ký đâu. Nhiều thằng bỏ đi không gặp nữa. Vậy đang mình. Thì mình đơn phương ly hôn thôi. Không, bữa nay cái quyền phụ nữ cao lắm. Thì mình không cảm thấy mình ấy, nhưng mà của răng chị đơn phương ly hôn là tài sản là hơi cực đó. Tài sản thì họ chưa giải quyết. Họ không yêu cầu giải quyết tài sản, ví dụ có tài sản á. Còn có tài sản sau này chia tài sản vợ chồng, tự chia. Không, kiểu là tòa chia tiếp. Sau này thằng nó về á. Còn nếu mà vợ chồng mà đồng ký vô thì thỏa thuận được.